Sunny Hạ Linh lộ diện sau thất bại đầu tiên ở đạp gió. Phản ứng của fan trùng gây chú ý. Cựu hot boy đời đầu gây chú ý khi trở lại trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ốc Thanh Vân chấn động trước tin đồn kết hôn giả để sang Úc định cư. Hòa Minzy đón bé Bo sau một tháng con sang Australia thăm bố nữ. Những cặp đôi chỉ thích yêu không thích cưới của VBiz. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Sunny Hạ Linh lộ diện sau thất bại đầu tiên ở đạp gió. Phản ứng của fan trùng gây chú ý. Mọi nhất cử nhất động của nữ ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, giọng ca cứ chiêu thôi lần đầu lộ diện sau vòng công diễn nhóm thứ hai. Thông tin Sunny Hạ Linh vào vòng nguy hiểm ở đạp gió 2024 khiến nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ lo lắng. Theo đó, Sunny Hạ Linh lọt vào ống kính của team qua đường. Cô diện trang phục năng động, tươi cười rạng rỡ về phía camera. Có thể thấy, dù vừa để thua trong vòng thi quan trọng tại đạp gió, nhưng Sunny Hạ Linh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, ghi điểm với thần sắc tươi tắn và thái độ thân thiện với fan quốc tế. Cụ thể, tại công diễn nhóm thứ hai, nữ ca sĩ chung nhóm với Nico Jung, cựu thành viên nhóm Kara, nữ diễn viên Cận Mộng Giai và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Đài Loan, Trung Quốc, Bất Thư Giao. Nhóm của Sunny Hạ Linh không đạt điểm cao và vào vòng nguy hiểm và có đến hai thành viên phải dừng cuộc chơi. Thời gian qua, thông tin Sunny Hạ Linh đại diện Việt Nam thi đạp gió 2024 nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Tuy vẫn chưa công bố chính thức nhưng qua lịch trình liên tục của cô tại Trung Quốc cho thấy nữ ca sĩ là gương mặt trong đội hình 30 tỷ tỷ của chương trình năm nay. Sunny Hạ Linh cũng nhiều lần được netizen dưới chung chụp ảnh trên đường đi làm. Nhan sắc rạng rỡ, lúc nào cũng lộ diện với thần thái tươi tắn và thân thiện giúp nữ ca sĩ Việt Nam ghi điểm với khán giả quốc tế. Cựu hot boy đời đầu gây chú ý khi trở lại trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây là anh tài nhận được sự quan tâm nhiều nhất khi được công bố. Mới đây, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa công bố 5 anh tài đầu tiên gồm Bằng Kiều, Thanh Duy, Thiên Minh, BB Trần và Trọng Hiếu. Trong năm cái tên này, nhiếp ảnh gia Thiên Minh chắc là ẩn số bất ngờ nhất. Nhiều người tò mò về khả năng ca hát của anh như thế nào mà có thể dũng cảm tham gia show thực tế này. Thiên Minh được các khán giả thế hệ 8X, 9X biết đến với vai trò là người mẫu quảng cáo, ca sĩ, diễn viên, VJ. Anh từng là một trong những hot boy đời đầu khi xuất hiện liên tục ở các trang báo tin và cũng đăng quang quán quân hoa học trò Icon 2007 khi chỉ mới 17 tuổi. Với bước đệm từ vai trò người mẫu tin, Thiên Minh cũng từng thử sức với vai trò ca sĩ. Anh từng tạo thành bộ đôi ăn ý với Khổng Tú Quỳnh để mang đến những ca khúc làm mưa làm gió một thời như Tiệm Bánh Dâu Tây, Cây Lá và Gió. Bên cạnh đó, anh cũng từng góp mặt trong bộ phim Mùa Hè Sôi Động cùng Diễm My 9X, Angela Phương Trinh. Sau, Thiên Minh bất ngờ lựa chọn đi du học và quay trở lại làng giải trí với vai trò nhiếp ảnh gia. Thiên Minh cho biết đi du học và rẽ sang một hướng khác là một quyết định đầy trăn trở với anh. Tuy nhiên, anh hài lòng với cuộc sống không quá ồn ào của hiện tại và sẽ tiếp tục với niềm đam mê của riêng mình. Ốc Thanh Vân chấn động trước tin đồn kết hôn giả để sang Úc định cư. Nữ diễn viên bức xúc lên tiếng, cứu tôi bà con ơi. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự bất ngờ và phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về việc cô kết hôn giả để sang Úc định cư. Nữ diễn viên viết, chấn động, đồn tôi ly hôn rồi giờ đồn tôi qua bằng diện kết hôn giả. Kèm theo đó, Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ thêm rằng tin đồn này xuất hiện khiến cô vô cùng hoang mang và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mình. Nữ diễn viên cho biết cô không hiểu vì sao lại có những tin đồn thất thiệt như vậy xuất hiện và khẳng định rằng tất cả đều là không đúng sự thật. Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại của mình tại Úc. Nữ diễn viên cho biết cô đang tập trung ổn định cuộc sống cho các con và tranh thủ thời gian để tận hưởng những ngày đầu năm mới. Trước đó, vào đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân và gia đình đã chính thức sang Úc định cư. Tuy nhiên, phía đại diện của nữ diễn viên cho biết đây chỉ là quyết định tạm thời để các con được du học và gia đình có thời gian trải nghiệm cuộc sống mới. Hiện tại, Ốc Thanh Vân vẫn duy trì công việc kinh doanh online và chăm chỉ tập luyện yoga. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng cô đang dần thích nghi với cuộc sống mới tại Úc và cảm thấy hạnh phúc bên gia đình. Hòa Minzy đón bé Bo sau một tháng con sang Australia thăm bố nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc vui mừng khi gặp lại con trai. Trên trang cá nhân, sau chuyến bay từ Australia về Hà Nội, nhóc tí được bố và bà nội đưa về chỗ mẹ. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi được bé Bo tặng búp bê hình công chúa tóc mây màu hồng, màu mà cô yêu thích. Ở cạnh đúng người không cần trưởng thành, mẹ muốn làm em bé mãi thôi, cô nhắn nhủ con trai. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết dù khá mệt sau chuyến bay, bé Bo vui vẻ, hào hứng khi gặp lại mẹ và bà ngoại. Cậu nhóc cũng bày tỏ nỗi nhớ mẹ. Trước đó trong một buổi livestream, Hòa Minzy cho biết con trai được bố đón sang Australia một tháng. Dù thấy trống vắng khi phải xa con thời gian khá lâu, nữ ca sĩ quyết định ở lại Việt Nam do lịch trình bận rộn và để hai bố con có không gian riêng tư. Sau chia tay, giọng ca Bắc Ninh và bạn trai cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con trai. Cô cho biết mỗi lần Minh Hải về Việt Nam, con trai cô đều sang thăm bà nội và bố. Dù công việc bận rộn, Hòa Minzy cân bằng thời gian bên con. Cô cho biết bé Bo còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, cảm thông cho mối quan hệ của bố mẹ. Những cặp đôi chỉ thích yêu không thích cưới của VBiz, hạnh phúc dù không làm đám cưới, người vì sợ que, người chờ con hối, người lại không hào hứng. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý. Bén duyên qua lần cộng tác cùng nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được xem là một cặp đôi tài sắc của showbiz Việt. Không chỉ vậy, gia đình của nữ ca sĩ còn thu hút sự chú ý của dư luận hơn kể từ khi cặp sinh đôi Lisa và Leon chào đời.
Ngay sau khi Hồ Ngọc Hà lâm bồn, Kim Lý đã tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn, ấm áp tại bệnh viện. Được biết, cả hai cũng đã đăng ký kết hôn. Đến nay, người hâm mộ vẫn luôn mong mỏi đến ngày được chứng kiến hình ảnh cặp sao nắm tay nhau bước vào lễ đường thành hôn. Trả lời cho những thắc mắc và hối thúc kết hôn từ người hâm mộ, Hồ Ngọc Hà tiết lộ, khi con mắt cưới thì cưới, không thì sẽ ở như vậy luôn. Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ gặp không ít sóng gió trong chuyện tình cảm, thậm chí có những mối tình còn khiến danh tiếng, hình tượng của cô trước công chúng bị xấu đi. Tuy nhiên, sau những trắc trở đó thì giờ đây Hà Hồ cũng gặp được một bến đỗ bình yên và có một gia đình nhỏ đúng nghĩa bên ông xã Kim Lý. Huy Khánh, Mạc Anh Thư. Cuộc hôn nhân của Huy Khánh và Mạc Anh Thư từng vướng phải nhiều nghi ngờ của dư luận khi thời điểm ấy, nam diễn viên Cô Dâu Đại Chiến được biết đến là anh chàng đào hoa bậc nhất của Vbiz. Qua thời gian, cặp đôi đã chứng minh được tình yêu của mình bằng 10 năm hôn nhân hạnh phúc. Dẫu vậy, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn không có ý định tổ chức đám cưới. Giải thích về việc này, nam diễn viên cho biết, tôi hơi ngại khi đề cập đến việc này. Đám cưới là hình thức thông báo đến bạn bè, người thân. Trong khi chúng tôi sống chung khá lâu, bạn bè đều biết, sinh nhật con cũng tổ chức hàng năm. Tôi hơi ngượng và không hình dung được đám cưới của mình sẽ thế nào. Cũng trong một thời gian dài, tôi quên chuyện đó. Có lẽ cuộc sống bận rộn, vợ chồng tập trung xây dựng cho gia đình nên chúng tôi không nghĩ đến. Đối với phụ nữ, đám cưới rất thiêng liêng. Nếu có ý định tổ chức, tôi sẽ hỏi ý thư. Tôi sợ tự tổ chức bất ngờ mà không đúng ý thư, cô ấy sẽ không hài lòng. Tôi còn lo lắng, bây giờ nói ra ý định đám cưới, thư sẽ nghĩ tôi đùa. Khi đưa ra dự định mà bà xã không đồng ý, tôi sẽ bị quê. Thành ra, tôi sẽ lựa một thời điểm thích hợp để đề cập chuyện này với vợ. Huy Khánh được đánh giá là diễn viên vừa có tài, vừa có sắc của màn ảnh Việt. Huy Khánh và Mạc Anh Thư gặp nhau trên phim Trường Sắc Đẹp và Danh Vọng năm 2010, sau đó nhanh chóng phải lòng nhau. Mạc Anh Thư từng chia sẻ, khi mới đến với Huy Khánh, cô gặp phải rất nhiều lời can ngăn từ phía bạn bè, người thân. Lan Phương, chồng Tây David. Chuyện tình đẹp của Lan Phương và chồng Tây nhanh chóng đâm hoa kết trái bằng sự chào đời của cô con gái Lina. Nữ diễn viên tiết lộ rằng bản thân cô cảm thấy may mắn vì ông xã luôn đồng hành và ủng hộ mình. Tổ ấm hạnh phúc của cô luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. Sau thời gian tạm dừng hoạt động để sinh con, Lan Phương đã quay trở lại diễn xuất trong thời gian ngắn. Cho đến nay, cô vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới dù đã đăng ký kết hôn. Tôi chưa bao giờ cần thiết có một đám cưới hoàn chỉnh, vì một tờ giấy kết hôn là một sự kết nối không ai có thể phủ nhận được rồi và nó còn liên quan đến cả luật pháp nữa. Còn đối với tôi, đám cưới chỉ là hình thức thôi. Có thể tôi cũng không quen với việc có một bữa tiệc hay sự kiện có đông người đến nên tôi không hào hứng gì lắm. Bản thân tôi chưa bao giờ có một bữa tiệc lớn cho chính mình cả. Mặt khác, ông xã vẫn muốn có một đám cưới hoàn chỉnh, tùy anh ấy thôi. Khi nào anh ấy sắp xếp được để gia đình và bạn bè bay về để tham dự thì mình tính. Việc này sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị, nữ diễn viên chia sẻ. Ngoài cuộc sống viên mãn, Lan Phương còn có sự nghiệp diễn xuất thăng hoa. Cô không chỉ sở hữu năng khiếu diễn xuất mà còn có khiếu ăn nói, giỏi tiếng Anh. Ekip Việt Nam góp phần làm nên sự bùng nổ của Queen of Tears. Rất nhiều người Việt trong ekip làm phim Nữ Hoàng Nước Mắt. Nữ Hoàng Nước Mắt đang là phim truyền hình Hàn Quốc được quan tâm, bàn luận nhiều nhất hiện nay. Phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Hạ Cái Nơi Anh. Tập 10 gần nhất đã vượt mốc rating 18.95%, cao nhất kể từ đầu phim lên sóng. Bên cạnh đó, rating phim theo thời gian thực cũng đạt đến con số khủng. Ngoài diễn xuất vô cùng ấn tượng, kịch bản thú vị thì phần hình ảnh của phim cũng ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. Mới đây, khán giả đã phát hiện ra ở phần credit của phim có xuất hiện hàng loạt cái tên người Việt góp mặt trong khâu kỹ xảo hình ảnh của phim. Cư dân mạng còn soi ra những cái tên này toàn là tên con gái. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng trước sự góp mặt của rất nhiều người Việt trong ekip làm phim Queen of Tears, khán giả Việt vẫn không khỏi phồng mũi tự hào. Trước đó, rất nhiều dự án tầm cỡ bom tấn nổi tiếng toàn cầu như Sweet Home Sweet Game, Moving, Penthouse, Huyền Thoại Biển Xanh, Parasite cũng có sự góp mặt của team đồ họa đến từ Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.